nghĩ ra một kế hoạch, đó chính là mình mở một cái homestay ở đây. Cái gì? Làm cái gì luôn đi, sắp Tết tới nơi rồi, đi. Kiếm người mình năm đi. Xin chào thì mình nói làm sao? Ovacanoo. Sao? Đó, má được ăn. Ovacanoo. Ê! Cái gì vậy? Giật mình không nổi rồi, gớm quá. Thì phân chia công bằng, ai có tiền thì bỏ tiền, ai có công thì bỏ công. Tụi tôi bỏ công nha. Còn về phần chi phí đầu tư, chúng ta có AT. Cái gì? Tại sao lại là AT? Tại vì AT giàu mà. Ừ,